Nguyễn Đức Hòa trao quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với sản phẩm xương sâm cô sáu tròn, xã Đức Hòa Thượng đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm xương sâm cô sáu tròn được chế biến với nguồn nguyên liệu tự trồng trên diện tích 0,5 hecta, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vị ngon, dẻo và thanh mát. Với kinh nghiệm 20 năm trồng, chế biến và kinh doanh, sản phẩm xương sâm cô sáu tròn luôn được lòng khách và được nhiều người trong khu vực biết đến, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Bên OCOP, tôi rất mừng vui. Tôi mừng từ ngày đó tới giờ thấy tiếng bán đắt, mau mắn lẹ làng. Đây là sản phẩm thứ ba được chứng nhận OCOP, phân hạng 3 sao của huyện Đức Hòa. Sau bánh tráng Hương Dàm Cỏ, xã Lộc Giang và đậu phộng Hữu Lộc, xã Đức Lập Hà.